Xin chào mọi người. Khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người laptop Dell Latitude 7390. Và 7390 thì rất là chất lượng mọi người. Ai đã từng sẽ sử dụng 7390 mọi người biết là nó rất sử dụng rất là sướng, mẫu full viền, màn hình full HD IPS, màn hình chống chói, máy thì rất là chất lượng luôn. Ngõ sạc, ngõ Type C, HDMI, USB nha. Cạnh thì cũng tương đối sạch sẽ. Chỗ này thì trên cái mặt thì tương đối đẹp, với cái phần cạnh này thì nó hơi mòn cái lớp nhung á mọi người. Đây là vỏ được phủ lớp nhung chống trơn trượt. Trên cái đầu 7390 thì nó hơi mòn chút xíu ha, mà nó không ảnh hưởng gì, mọi người vẫn là màu đen như vậy thôi. Bên này là nguyên một cái nẹp nhôm rất là đẹp luôn. Có chỗ này hơi mòn tí sơn thôi, còn lại là ok nè. Bên này cũng vậy, cạnh này cũng vậy, nó hơi mòn nhẹ cái lớp nhung á mọi người, chống trơn trượt thôi. USB nè, mạng LAN nè, thẻ nhớ, tai nghe. Trên phần vỏ thì nhìn là tương đối sạch sẽ, không có bị hằn sticker. Thường thường cái 7390 á thì nó hay bị hằn cái dấu sticker trước khi người ta dán lên xong người ta lột ra mọi người, hơi hằn, nhưng con máy này mình thấy cũng còn tương đối ok nha. Nè, vỏ thì cũng như vậy là cũng tương đối sạch sẽ rồi. Trầy xước hay là bể cứng nứt rồi là không có. Trên vỏ thì hơi gọi là hằn cái dấu đã qua sử dụng thì hầu hết cái nào nó cũng có. Cái này có trầy chút xíu chỗ này nè mọi người. Đó, trầy xíu trên tấm lụa. Chung là còn lại cũng tương đối ok, nó không thể nào mà như máy mới được, máy cũ đã qua sử dụng mà nó có cái dấu vết đã qua sử dụng nhưng cũng còn sạch sẽ. Ở bên trong ha, màn hình rất là đẹp, không có lỗi làm gì hết mọi người. Màn hình này là màn hình Full HD 13.3 inch, rất là gọn luôn, gọn như những cái con máy 12.5 inch thôi. Mẫu full viền 7390 thì rất là thích. Phím phím rất là đẹp nha mọi người, mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế, dán vào là gọi kiểu quốc tế ok. Cái bảng này là phím có led nha, chỉ có những bảng nào mà mình nó có led thì mới có led, đa số là nó không có nha mọi người. Bàn ray chuột sạch sẽ, góc cạnh này cũng tương đối sạch sẽ. Đây cũng vậy, có cái dấu đã qua sử dụng thì cái nào cũng vậy, không phải cái dấu bóng hơi nhẹ, không ăn thua gì. Đó, máy hoạt động hoàn hảo luôn á. Pin trên 3 giờ sạc zin. Full HD nè, Full HD này là IPS đó mọi người, chống chói. 7390 i5 Gen 8 nha. RAM 16 GB. SSD là 256 GB. SSD này mọi người có thể nâng cấp lên 512 1T gì đều được. Nói chung là cái cấu hình mà cái option của 7390 hay 7390 này thì lúc nào nó cũng vậy hết mọi người. Và mình báo giá mọi người con máy này là 5 triệu rưỡi nha. Ai chốt có thể inbox mình. Mọi người mua hàng cọc 1 triệu, còn lại mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Ở giá rất là ok luôn, tại vì mình thấy là như vậy là cũng tương đối sạch sẽ rồi. Ai chốt thì nhắn qua Zalo cho mình. Cảm ơn mọi người đã xem kênh, đăng ký kênh của mình. Luôn luôn bao zin nên mọi người yên tâm về chất lượng ha. Máy luôn kèm sạc zin và tặng cái tấm dán phím quốc tế 5 triệu rưỡi nha.